Giáng sinh kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng. Hôm nay thì con làm cái đề tài ông cụ U77. Thật ra là như thế này nè cô chú, con nói thật sự già rồi, hãy yên nghỉ đi cô chú, phải không? Trời ơi, thôi mình lo mình sống vui vẻ với con cháu gần đất xa trời rồi, mà đi lên tiễn vợ. Giờ con nói cô chú nghe nè, giờ con nói cô chú thử để ý đi, suy ngẫm thử coi đúng hay không. Bây giờ ví dụ như ổng nhà cao cửa rộng, ổng sang chảnh hay ổng đàng hoàng thôi, mình không cần nói về vật chất. Ổng từng tuổi đó thì ở xóm ghiền lân cận ổng sẽ có những bà cũng quá chồng. Thì con nói ví dụ đi, ví dụ như người ta muốn làm bạn để về già, để có người hữu hỷ bầu bạn với nhau chăm sóc gì đó, thì người ta tự động tìm đến cô chú. Còn con nói không cần phải lên trên mạng. Còn con nói những cặp nào lên trên mạng nói thì quơ đũa cả nắm, nhưng mà con nói cô chú suy ngẫm thử đi, có nghĩa là ở dưới đây ở xung quanh nè này nọ nè, hoặc là bà con dòng họ bên nội bên ngoại ở bên bên dâu bên rể bên này bên nọ rồi, phải không? Cũng có người thân với phong người ta, thì nếu mà đàng hoàng tốt thì người ta làm mai rồi, thì không có cần phải lên trên mạng. Con thấy đa phần là như thế này nè cô chú. Cái thứ nhất, ở xóm ghiền này nọ quá lầy lội rồi, người ta không dám nhào vô rồi. Nói chung là toàn là những dân là con thấy là đa phần là tào lao bắt xế thì mới lên mới cắp đôi. Và cái thứ hai nữa là do là không có cái dạng như cái người làm chương trình đó cô chú, rồi không có đi xác minh. Nói chung mình cũng xác minh này nọ, nhân vật tào lao đưa lên không, con nói cô chú ha, mà nếu mà nhân vật đàng hoàng ha, không cần phải lên trên cái mạng xã hội này đâu. Rồi đa phần là nổ nữa, nói không đúng sự thật nữa, nổ lên cho dữ đi. Rồi khi bắt đầu ha, về sống chung rồi ha, chưa kịp sống chung nó mới về thăm nhà thôi, thì tá quả ra là sự thật là kinh khủng khiếp. Thì cho nên là bỏ của chạy lấy người. Thì con hỏi cô chú đó có phải làm lỡ dở hay không, thấy không? Ví dụ đi, mình lên là mình tìm cái cặp đôi, mình bầu bạn này nọ đi, mình cũng phải tìm hiểu ở đâu mà lựa như lựa hàng cá vậy cô chú. Còn mấy cái bà kia cũng vậy, gấp rút cũng ham của, nghe ông này nổ cái chạy lên, trời ơi chạy lên hay gặp mặt tới tấp, tiền dây tiền hỏi tiền góp tiền sách gì gì cũng vậy đó. Rồi cái đầu cái gọi hỏi tiền cái chạy lên để gặp mặt, để kết duyên xe duyên. Rồi xong khi mà sự thật biết rồi đầu hay là táo quả hết trơn rồi, kể lễ bà thì kể lễ ổng chùm tiền xe còn không trả này nọ nữa. Con hỏi cô chú gì nè, ai cũng vậy, ở cái tuổi này là ăn bám con cháu, không có ai mà không ăn bám hết trơn cô chú. Giờ mình lớn tuổi rồi thì giờ ngoài sức lao động rồi, thì tiền của con của cháu nó cho để ăn qua ngày, sống qua đời vậy thôi. Còn tại mấy bà mà nghe mà của cải mà tham lam quá, mà con nói cô chú cái người mà đàng hoàng mà thậm chí có tiền nữa thì làm gì không có đàn bà. Mà tại sao ông cụ này ông kể như vậy mà ông tìm hoài không gặp đó, mà lên kết duyên người nào người nấy cũng chạy mẻ đó. Thì có những cô những chú những bác người ta cũng lên tiếng ở các kênh của các anh em rồi, tức là làm ăn hết nổi rồi cô chú. Làm ăn hết nổi rồi ha, là về gọi đầu mò mẫn sáng đêm, người ta không ngủ được thì người ta bỏ của chạy lấy người đó. Thì ông này là tuổi ở ngoài nghe cô chú 80 mấy chứ không phải 77 đâu, tại trong giấy tờ với ngày xưa thường ta ưa cước tuổi lên cước tuổi sớm đó. Thì có một anh khán giả cũng điện vào các kênh của các anh em YouTube chia sẻ rồi, là ông ở ngoài là ông 80 mấy tuổi. Ông thứ năm, tên ông Năm Quế. Thì con nói với cô chú nè, và các cô các chị các anh gì đó, nói chung là muốn cáp đôi như vậy nói ra thì kỳ chứ cô chú, phải không? Đó, thấy lựa giống lựa con gì vậy cô chú, cái gì đâu mà làm mà thấy ghê quá. Mình là con người cô chú thấy có những cái cặp nào đâu mà bền đâu, toàn là dân lừa đảo nhiều, đa phần là lừa đảo một bà. Thôi thì nghe ông này nè, ông này làm ông cũng có tiền này nọ, là mình về thôi, mình dưỡng mình vậy như nương tựa đó, có đỡ hơn không. Thay vì bây giờ là đi phụ hồ nè, đi ở đợ thấy mẹ thôi, giờ ông này có của về coi như mình ở đợ cho ổng đi mà mình có cái ăn khỏi phải lo này nọ, nó về già rồi sau này ông chết cái đầu cái ông để của nó cho mình, ví dụ gì đó. Rồi có những người tham
tham lam với cô chú. Ổng về ổng hứa cho 6 mét đất trị giá 600 triệu này nọ vậy đó. Rồi đầu hay chưa gì hết trơn, rồi đòi hỏi tiền bạc này nọ. Con thấy có phải tham tiền quá không, chứ đâu phải vì tình cảm. Nếu mà cái con người nghe cô chú nghe, mà muốn tìm bạn đời, phải không? Khi ha mà đưa ra mỗi người á, thì là phải điền gõ cái thông tin và cái nhu cầu người phụ nữ như thế nào này nọ, thế là điền ra nếu mà cái chương trình người ta cảm thấy hợp á cô chú. Đó có nghĩa là mình phải là sát khảo sát cái đó nữa. Đó cảm thấy cái chú này với cái chú đó là hợp nhau rồi mình mới cho qua lại nói chuyện rồi sau đó mới lên sóng, là giống như mà hẹn hò ở trên của Quyền Linh đó cô chú. Còn này con thấy lựa xong rồi sắp vô tính tình đâu có hợp đâu cô chú. Mình phải cho người ta có cái thời gian tìm hiểu. À, còn này gấp rút rồi ha, tham tiền tham bạc cứ nghĩ đám cưới sẽ có quà. À, sẽ có này có nọ rồi có vàng có dòng rồi này nọ rồi cái hốt rồi xong cái đầu ha về đám cưới kệ mẹ đi, mình đâu phải là con gái chính chiên gì nữa đâu. Nó cho ông quốc đêm hai đêm rồi bắt quá mình bỏ của chạy lấy người, nó hốt một khúc vàng của người ta có phải lừa đảo không? Có nghĩa này ha, con thấy ha, đa phần một người nổ để được có vợ và một người tham lam tiền bạc nhắm vào túi tiền của người ta, rồi khi về sống chung thấy thất vọng quá cho nên là bẻ kèo. Mà con hỏi cô chú nè, cái tuổi này làm ăn hết có nổi rồi và ham hố cái gì nữa. Thôi đi, mình về nhà mình sống cạnh con cháu mình đó. Thì con nói là con cũng nghe nói là cái ông này ông không có hiền nha cô chú nha. 6 bà vợ, cả chục đứa con, thì còn cái gì nữa. Nói chung là biết nhiều hơn người ta đó. Người ta là cả đời người ta biết là chỉ có một đàn bà một thôi. Còn ổng là tới 6 rồi, quá đủ rồi. Thì thôi ông ơi hãy yên nghỉ đi, con nói thật. Về sống mà thầm lặng đi, bên con cháu đi. Cái ngày gần đất xa trời không phải mình của cô chú. Tại vì ai cũng vậy, sanh rồi sẽ có tử thôi. Sanh lão bệnh tử mà. Bây giờ lên trên mạng mà cứ cố tình cứ giải thích rồi cái này nọ người khác phanh khui ra thì là càng xấu hổ thêm, chứ không có cái gì mà tốt đẹp. Đã mình thấy là mình U77 mà đi tiễn vợ là thấy là cái con người của mình là nó không có đàng hoàng cô chú. Mà không phải mà mấy cái chuyện đó người ta cấm, nhưng mà cô chú nghĩ thử đi, 6 bà vợ rồi rồi đi tiễn vợ nữa, bây giờ tiễn vợ được không được thì thôi tôi về tôi sống tôi an phận tôi đi, có đâu mà gùm beng rồi ha. Một bên thì luồng khán giả thì người ta tấn công dữ dội, người ta phê phán, người ta chỉ trích, người ta dạch mặt ra xấu hổ thêm. Rồi con cháu như thế nào rồi một phần thì người ta khen thì nói chung là phải có hai chiều là hướng ra dư luận đó, thì nhắm vượt qua nổi cái con chăn này không, tại vì sức cũng đã yếu rồi, tuổi đã già rồi phải không cô chú. Thì con hy vọng đây là cũng là bài học cho những cụ ông cụ bà mình tiễn vợ tiễn chồng, đừng có quá vội vàng. Mình ở xung quanh xóm giềng bà con họ hàng của mình mình giới thiệu, mình tìm hiểu ông nó được này nọ đâu vậy thì nó mới bền. Còn ở trên mạng toàn là ảo không. Một cái người mà chăn bò chăn trâu chăn vịt, tôi lên tôi chỉ cần thuê cái bộ áo vest, cái tôi ngồi lên tôi trên cái truyền hình tôi nói tôi là giám đốc, tôi là CEO gì, ôi trời, cô nói cô chú là nói chung là nổ mà cô chú đó, phải không? Nói chung là ai cũng có quyền hết trơn cô chú, nói cái miệng của mình trơn, nhưng mà đúng sự thật hay không sự thật là khi mà về sống chung kìa rồi ở với nhau đó thì nó lòi ra thì người ta cũng bỏ thôi. Ở ngoài đời này cũng vậy nè cô chú, thà mình nghèo thì mình nói mình nghèo sao thì mình nói vậy. Còn con nói với cô chú ha, có những người người ta giàu nhưng mà người ta không cần tiền, người ta chỉ cần một cái người nào đó đó là về làm vợ người ta, là để người ta là chia sẻ những cái này cái nọ gì đó cô chú, là người ta nói người ta nghèo đó, thì người ta thử lòng bên đối phương nữa coi cái người bên kia có tham tiền hay không. Mà con nói rồi, những người nào mà đến vì tiền thì ra đi cũng vì tiền thôi, và đến vì tiền thì sao không bao giờ sống là bền lâu đâu. Tại vì về một khi cái đầu cái nhận ra cái này cái nọ tiền bạc, hoặc là người ta cảm thấy cha già này khó chịu quá mà mình hốt buồn chả cũng được mớ tiền rồi, thôi mình đi mình nuôi tình trẻ chứ mắc mới gì là phải nằm cho một cái ông già mà con nói cô chú hang ngóc đầu lên không nổi sờ mó sáng đêm, phải không? Đó thì người ta còn là không có khoe khoang của cải cô chú, để người ta tìm được cái người bạn đời người ta
À, rồi xong phong khi mà về nhà phát hiện ra rồi, trời ơi, người ta là hả giám đốc, là CEO này nọ nữa đó cô chú, con nói thiệt. À, mà người ta hả không có phải mà thích khoe khoang đâu. À, nói chung á, là những người cô chú thường thường thùng rỗng thì kêu to, còn người ta đặt ruột người ta không quan tâm. Ừ, bây giờ ha, quan trọng là tình cảm có với mình hay không, người ta có thương mình thật lòng hay không. À, còn cái chuyện tiền này ha, yêu cầu đập tiền vô mặt nó là được rồi, nó dễ. À, bởi vì con nói thôi, con cháu này nọ nào, con cũng khuyên là cụ 70 hãy sống cuộc sống lặng lẽ âm thầm đi, đừng có xuất hiện lên mạng nữa. Rồi á, con cháu của ông cụ đâu, nghe khán giả ta nói không, mình rất là nhục nhã đúng không? Thôi khuyên ông, khuyên cha mình, thôi khỏi khỏi lập gia đình này nọ trơn á, giờ lên trên mạng thấy ông chưa gì hết trơn á, mà thấy là nó gần 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 như vậy rồi á, mà có cảm thấy vui gì hay không? Đó, nói thật đó, ông cụ này hay ông làm mất mặt lắm cô chú, mất mặt đàn ông không đó, giờ già vậy rồi mà lên gì rồi bê bết ở trên mạng nữa. Con nói thật cô chú nha, con á là những cái trường hợp nào mà con thấy quá đáng quá chớn là con sẽ nói đó. Thì cũng như cái cụ mà U75 với thằng Khanh gì 47 đó cô chú không, con cũng tính nói, nhưng mà con suy nghĩ gì nè, già già rồi không biết nghe nổi những cái cú sốc, những cái lời nói này nọ của trẻ con không, cho nên là con thôi con không nói. Nhưng mà cái ông cụ này quá con phải nói cô chú, trời ơi già rồi. À, mình cũng biết chứ cô chú, mình làm được hay không được. Còn những cái bà mà sồn sồn con nói cô chú á, nhầm khi cái nhu cầu của người ta còn, người ta không phải về là để tắm rửa hay là nâng khăn sửa túi chậm đâu, mà người ta cũng cần cái sinh lý. Còn ông làm ăn không được thì con dám bảo đảm cô chú không có cái bà nào mà chấp nhận làm vợ một người mà yếu sinh lý đâu. Con nói thiệt, già rồi làm ăn gì nổi nữa. À, trời ơi con nói thiệt. À, bó tay luôn rồi. Qua cái câu chuyện này á, thì cô chú thấy rồi đó. À, toàn ở trên mạng ha, là toàn là những người ha cũng là tham lam một phần. À, một phần ổng lên ổng nổ, rồi khi mà về nhà thấy cái nhà quá trời, mà con cũng lên án nha cô chú nghe, chứ không phải là con binh về mà cái phía mà mấy cái bà kia không thật. À, con cũng lên án luôn, tại vì mình quá tham lam. À, và khi mà mình về nhà người ta rồi, mình thấy nhà ta vậy rồi mình rút lui âm thầm đi coi bộ hay ho hơn không, rồi điện lại rồi lên kênh này kênh nọ rồi vạch mặt. Trời ơi con nói thật sự của chú luôn, nhiều khi con cũng không có thích vậy. À, con không thích vậy, mình cũng chọn người ta chứ, người ta đâu phải mà bắt mình là cướp mà đem về nhà đâu, phải không cô chú? Dạ thôi thì cái clip này là cái clip đầu tiên con làm về cái câu chuyện U77. Thì cô chú nào có nghe nghe con nói mà cảm thấy nói hay và cùng cái quan điểm với con thì đăng ký ủng hộ kênh con, thì con sẽ có cái động lực con làm clip mỗi ngày để gửi đến tất cả các cô chú trong và ngoài nước.